hoàn toàn yên tâm là được cái gì không nhận. Bác sĩ ơi, chị đi tiệc nhiều quá, còn nhiều khi phải uống bia nữa. Bây giờ cái vùng mỡ á, chị thấy sao mà nó to ra, đồ chật hết trơn. Mình có cách nào để khắc phục không bác? Công nghệ gì mà phải an toàn hết bác? Cái vùng này thì BBBT BB Thanh Mai sẽ có hai cái công nghệ rất là an toàn của chị, bởi vì là sử dụng hoàn toàn máy móc rất là hiện đại và được FDA công nhận. Thứ nhất là cái công nghệ đông hủy mỡ sẽ giúp cho đào thải mỡ này, rồi là những cái vùng đích, tức là vùng bụng của chị thì sẽ tập trung vào vùng bụng thôi, sẽ có một cái miếng phim dán trên vùng bụng của mình. Và đông hủy mỡ là sẽ làm cho cái tế bào mỡ nó đông và nó sẽ tiêu biến. Ngoài ra thì sẽ sử dụng thêm với công nghệ nữa là sử dụng sóng từ trường kết hợp với lại đa cực sẽ làm cho mình săn chắc cái vùng da mình cần điều trị. Thì hai cái phương pháp này sẽ kết hợp thì rất là ok cho chị nha. Yeah, mình có đau gì không bác? Chứ chị cũng sợ đau nha. Thực ra thì mình sử dụng nhiệt lạnh cho nên chị sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu vùng lạnh một xíu. Nếu mà chị chịu được lạnh ok á thì mình sẽ cảm thấy là rất là thoải mái thôi. Bác cho chị hỏi là lượng mỡ mình nó đào thải và nó đào thải đi đâu bác? Khi mà chị sử dụng cái công nghệ này thì tế bào mỡ nó sẽ tiêu hủy và được bài tiết qua các hệ bài tiết của mình, cho nên là nó sẽ đi vào cái chu trình bài tiết của cơ thể luôn. Rồi vậy có an toàn không bác? À, hoàn toàn là an toàn đó chị. Nhất là mình không có xâm lấn gì cả. Và cái máy móc này chị hoàn toàn yên tâm là được FDA Hoa Kỳ công nhận và đảm bảo cho mình về chất lượng cũng như là mức độ an toàn. Rồi liệu trình mình có phải đi dài quá không bác? Liệu trình của mình thì tùy từng độ dày của mỡ, mình có thể lặp lại từ 3 đến 4 lần. Đây là cảm ơn bác nhé. Bây giờ chắc là chị làm luôn nha.